giờ là Mộng Thúy, bây giờ là Mộng Thúy đi tới ngay cái hồ cổ. Một cái kiosk nhỏ xíu của ngày xưa, cách đây mấy trăm năm vẫn còn như vậy, và chui qua cái dưới cái chân đồng hồ cổ này là hai cái cánh ngôi sao. Đây là bức tranh sơn dầu theo thời gian trên 700 năm, bây giờ vẫn còn đó và đã bị nhạt phai màu. Một cái trong này là cái museum lịch sử nói về James Cook. Đây là cái nhà thuốc Tây cũng rất là xưa rồi và vẫn còn nằm đây. Đó là những cái đằng dưới những cái nhà bằng đá xưa mà người ta mở ra cửa tiệm. Đó là đường đi vào phố cổ, những mặt miếng gạch của ngày xưa. Những du khách hay thường tới đây để mà chụp cái đồng hồ cổ này. Bác Kiều đang dẫn cháu Thiên Thanh đi về phía trước. Và đây Quý quay lại về cái mặt đồng hồ cổ. Hôm nay trời rất là đẹp. Nếu mà để trên tuần lễ trước là coi như chỗ này thê thảm, tuyết rơi trắng xóa không. Hôm nay là ngày đầu tiên của ngày 8 tháng 1 mà có nắng lên. Sau 3 ngày mà ở đây có nguyệt thực, nhưng mà tại Thụy Sĩ bị do sương mù và tuyết cho nên ta không thấy được nguyệt thực, phải đợi đến 5 năm sau. Ủa, chưa chi đã thấy bác đứng đó rồi. Và ta xin chào bác. Bác có muốn nói gì nữa không? Gửi gấm. Thank you.